con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Con ghét cái cảnh đơn phương bây giờ xung quanh chỉ toàn là người lạ. Cuộc sống sinh viên thật khổ cực, tất cả mọi thứ phải tự lo. Sống sao đó, tụi bay mệt đó thì tụi bay đi ăn chay đi. Nhảy nhảy hoài á. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với S-Channel. Và hiện tại thì tụi mình đang có mặt ở quán chay Tâm Đức 2. Và điều đặc biệt của quán này là gì? Quán này là quán do chị Angela Phương Trình mở ra đó. Bây giờ hôm nay mình đi mình có gặp chị không? Không biết. Nói chung là cũng tùy duyên á, hy vọng là ngày hôm nay sẽ được gặp chị. Và quán này sẽ nằm ở 62/1A Lâm Văn Đền, phường Tân Kiển, quận 7. Đó, gần nhà cũ của mình bên đây. Huy lúc trước Huy chơi đá banh ở bên đây nhưng mà tụi mình không có duyên, kiểu như là giống mấy cái phim tình cảm á. Chúng tôi gặp nhau, chúng tôi xẹt qua nhau, chúng tôi không có va vào nhau. Mà mày có sống ở đây hay mày có ăn gần đây không? Không, mọi người đi em đi, mọi người là mọi người đẻ ra em nè. Và ở đây thì tụi mình đã kêu ra đồ ăn. Ở đây mỗi đứa mình sẽ là một món riêng biệt. Nhưng mà tất cả đều đồng giá 25.000 mọi người. Chỉ có 25.000 nha. Rất là rẻ không hết. Tại vì nhìn những cái một tô này là có rất là nhiều món nè, kiểu toàn là thịt, nấm, chẻ, rau. Ý là biết là đồ chay nhưng mà nó cũng rất là nhiều món, rất là chất lượng. Của em là bò kho này. Đây, rất là nhiều nhân luôn. Ở đây thì bán rất là nhiều món nhưng mà đặc biệt là menu bán theo ngày. Hôm nay mình đi là thứ hai nên là trong menu sẽ có là có bò kho này, bò kho bánh mì và rồi hủ tiếu bò kho. Hủ tiếu bò kho và cơm tấm. Cơm tấm là một cái món mà kiểu là lúc nào cũng có trong menu. Còn những món khác thì sẽ tùy theo menu, tùy theo ngày. Hủ tiếu của anh thì nó trụng mềm á. Và cái nước nêm cũng vừa, nó nêm cũng ngon. Nhưng mà trong một cái tô hủ tiếu của Hằng ấy thì có đậu này, cà rốt này, cũng có giá nữa, và nấm, có bò viên và cái nước nó cũng kẹo kẹo sốt sốt nha. Em có biết thịt bò đó nè, mà thịt này tụi mình không biết là thịt gì. Nhưng mà cái vị chay này nó không có quá là khó ăn, thường thì sẽ giống như là một số người sẽ lo ngại là ăn đồ chay nó sẽ không giống như được đồ mặn, nó sẽ khó ăn hơn, nhưng mà thật sự là nó vẫn rất giống cái vị của loại mình ăn bình thường thôi, giống như ăn bình thường vậy, giống như là đồ mặn bình thường ấy. Nhưng mà phải công nhận là đồ chay ở đây làm rất là ngon, mọi người được dùng rất là kiểu ngọt ấy, và nó không làm cho các bạn bị ngán. Đơn giản. À, ở đây có một câu rất là hay, kiểu ăn một bữa chay là phóng sinh một lần. Phóng sinh một lần. Đây là một câu slogan của quán. Dạ. Ăn chay là phóng sinh trên từng bữa ăn của mình. Đó. Là thấy mình kiểu làm được một việc gì đó hết. Mình gọi ra đây, đây là một phần cơm tấm. Đây là miếng sườn non mà người ta vẫn hay gọi vậy á. Như một dĩa cơm tấm có đầy đủ cái tích đi. Nhâm. Và nước mắm ở đây làm rất là ngon nha mọi người. Tùy người, có nhiều người họ ăn chay thì họ sẽ kỹ là họ không ăn mỡ hành. Nhưng mà có nhiều người ăn chay thì người ta vẫn không có ngại cái vấn đề là sẽ ăn mỡ hành. Em đem ngon ghê, ngon thật đấy. Và cái hạt cơm cũng rất là ngon, ăn được cơm không? Như một phần cơm tấm này là sẽ có tầm một chén cơm. Chén cơm không? Ngon. Cho xin miếng. Ăn cơm mà múc đồ đũa. Được, được. Thì ăn cơm bằng chén mà mang bằng đũa đúng không? Ngon không? Ngon. Cơm rất là mềm mịn luôn ấy. Ở đây còn có thêm một cái cái gì đó, không biết gì mình mình thịt không biết nó là cái gì, mà nó sẽ kiểu hơi đậm 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 một tí cho các bạn ăn cùng với cơm ấy. Thử không? Thử luôn. Nhâm nhâm. Tuy là đồ giả chay nhưng mà em thấy cái vị mà kho nó cũng giống như là thịt kho bình thường luôn. Thịt kho bình thường. Và cái cách nêm nếm ở đây rất là ngon nha. Thật sự đầu bếp ở đây rất là ok luôn á. Quán ở đây thì cũng chỉ mới mở cửa được 2 tháng thôi. Nhưng mà nhìn chung là thấy rất là ổn về chất lượng đồ ăn này, về không gian quán, tạo cho mình cảm giác rất là thoải mái. À mà quán này á, đặc biệt nha, là có các loại nước, nước healthy luôn, rất rất rẻ, chỉ có giá 10.000 mỗi loại. Em trả tiền chồng này nha. Ok luôn. Đặc biệt là ly uống nước là sẽ sử dụng ống hút tre. Đấy. Và quán thì cũng sẽ có hai chi nhánh, một cái là ở Thủ Đức và một cái là ở quận 7. Và một cái là ở Lâm Văn Đền quận 7 để các bạn dễ dàng mà tới. Và theo như mình tìm hiểu là chị Trinh hình như cũng là đang ăn chay đúng không? Đúng chị rồi. Trinh là chay trường. Chị Trinh là ăn chay trường luôn ấy. Đủ với chay trường. Chay trường luôn thì phải. Và chị cũng chia sẻ rất là nhiều, mình đọc khá là nhiều bài báo, chị chia sẻ là khi mà chị ăn chay trường thì chị cảm thấy nó kiểu
thoải mái hơn, thanh lọc hơn. Mình sẽ rất là nhẹ nhàng và chậm rãi và hướng về bên trong hơn. Mình sẽ lo lắng cho gia đình hơn và yêu thương hơn. Thì chị mới mở quán chai này để cho mọi người có thể là ăn chai nhiều hơn. Nên là chị bán với giá cũng rất là rẻ để cho mọi người ai cũng có thể tới đây mà ăn được đấy. Quên cái này là cái lẩu nhỏ. Chỉ cái lẩu lớn nó bự cái nào hết trời. Mà lẩu lớn thì chỉ cần thêm 50.000 thôi, 200.000 thôi là mình ăn một cái lẩu lớn luôn rồi. Nè mọi người nhìn cái dĩa bún của cái lẩu nhỏ nè. Quá trời. To hơn cái dĩa bún kiểu 300.000 ở ngoài. Huy nó cầm cái dĩa bún cái thái nó nặng nhiều. Trong lẩu sẽ có là cái thịt giả thịt mặn như là bò viên, khoai môn, nấm rồi rau, nấm rất là rau, đậu hũ kia. Đây một cái rổ này luôn nè, rổ và đặc này. Biệt là mấy cái mà đồ mang ra được đựng trong những cái rổ, cái mẹt rất là dễ thương. Cưng ơi là cưng. À nhắc mới nhớ, mình nghĩ nếu mà các bạn nào mà muốn ăn chay hoặc là muốn chuyển qua ăn chay thì đây là một cái quán khá là hợp lý và lý tưởng. Dạ. À về cái phần mà dạng như là ý tưởng của chị. Chị Trinh nó mở ra cái quán này cũng bắt nguồn lấy cảm hứng từ ba của chị. Thì ba của chị là một đầu bếp luôn. Nên là về cái logo của quán á là hình một người đầu bếp. Đó là chị Trinh nói đây chính là ba của chị này. Một người đầu bếp và cũng là một người ăn chay trường luôn. Đấy. Em gái thì chị Trinh hình như cũng là đúng rồi, cũng là người ăn chay luôn. Dạ cái nấm này ngon quá, cái này phải ngon quá mà đúng không? Và ngày hôm nay thì cái lẩu này cũng sẽ theo menu. Ở đây lẩu Thái thì sẽ có cà chua trong đây nè, và khoai môn. Nên là làm cái nước dùng này nó khá là chua đúng không? Có lẽ nó ngon ấy. Không biết sao mà mình cảm thấy mình rất là hợp với đồ ăn ở đây á. Cái nêm nếm của nó. Ngoài ra thì mình thấy quán cũng bán mang đi rất là nhiều luôn. Kiểu ở dưới chắc là mang đồ ăn lên chậm cho tụi mình một phần, tại vì có khá là nhiều tới để mua mang đi. Tại vì nó khá rẻ mà mọi người. Ở đây sẽ có hai không gian máy lạnh, một phòng là ở đây, một phòng ở bên kia, và một cái không gian thoáng là nằm ở dưới. Và sự khác biệt ở tụi mình ngồi ở cái tầng này á là mọi người sẽ ngồi kiểu ngồi bệt á, ngồi trên một cái tấm thảm. Còn nếu như mọi người không muốn cởi giày ra ngồi như vậy thì hơi khó chịu thì có thể ngồi ở bên dưới, thì mình vẫn là ngồi bàn cao bình thường. Đấy, tùy mọi người lựa chọn. Và đây là những cảm nhận của tụi mình sau khi ăn quán ăn chay của chị Angela Phương Trinh tại chi nhánh Lâm Văn Bền, quận 7. Hình như là ở trên đây để là giờ mở cửa mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Riêng thứ bảy và chủ nhật thì sẽ là 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Hầu như là bán là nguyên ngày nên là các bạn có thể ghé đây và ăn thử. Và nếu mà các ai mà muốn thử ăn chay hoặc các ai mà đã từng ăn chay rồi thì hãy tới đây ủng hộ và để thử, để biết. Tại vì cá nhân Huy thì Huy nghĩ là Huy sẽ quay lại, thật sự không biết khi nào. Nhưng mà thích ăn thịt, nhưng mà mình rất là thích được ở đây. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho channel nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.